Đang có mạng. Mb mà 30 phút. Được đấy. Thế cái phần mềm là gì đấy? Cái này open luôn project luôn. 16, ô chết mẹ, 16. Open luôn project à? Không, 46 luôn. Cái này đúng không? Hy vọng là được, đừng mất nữa. Cầm cốc mẹ tiếng vào hồ. Chắc là làm hết rồi sao ấy. Nói chung xin cái đai đang màu trắng này. Chỉ vì nó màu sửa ấy. Quá là đúng không? Đúng hiểu đúng không? Đúng không? Nghĩa lại nhìn như nó đẹp quá thôi. Thì sao? Không.
Yeah. Xin của cả đội luôn ạ. Xin được có xin có được có thì xin không được đâu. Xin được tập xong rồi cam kết mọi khi xin được không cùng tập tụi mình xin không được. Đang làm gì vậy? Xin lần ra được số liệu nói như một trận xin là đại diện được trước với các bên lại của bộ phận công ty mình ngoài này mình chả xin không được tập gì nữa. Thế bình thường không có gì xin lỗi đâu. Cái tham đặc biệt thằng check shop thì lấy thằng check shop vô cùng đơn thương từ New Zealand và luôn thằng này là PSP thì bạn sẽ không sẽ xuất hiện chỗ bên này nó còn lớn hơn. Đi thử mở vô như sau. Đây thử xem cái đồ án của năm ngoái. Xem nó đồ án năm ngoái nó cũng ra cửa sổ này để nó chọn. Chiếc sách đâu nhỉ?
Đây. Sao đưa ra cái bảng nhìn dễ dẹp ta? Dễ gì không? Ừ. Đâu có bảng nữa mà. Cũng quay trèo nhé, có thể chụp phụ chuyện gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.